Hôm nay nhà mình ăn cá linh kho me nha các bạn. Chấm với rau rồi. Mấy chiếc me non nè các bạn ơi. Cá linh mình sôi rồi mình xếp bột nha các bạn. Giờ mình sẽ nêm nước mắm đường bột ngọt như vậy. Cá linh của mình sắp chín rồi. Xong giờ mình sẽ hớt một chút bọt nữa là nồi cá linh kho me của mình đã hoàn thành nha các bạn. Thì chấm với gà bông súng này kia các bạn ơi, ngon lắm. Đây là cái gỗ gao để chấm cá linh của mình nè các bạn. Có bông súng nè, có rau cần nè, dưa leo, cọng này cọng gì mình quên nè, rau này nữa nè, rau này ngon chua chua nè các bạn. Video quay kho cá linh của mình đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.